Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, những thành viên của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của tháng 10, ngày đầu tiên của quý 4. Và như thường lệ, sau một tuần thì chúng ta lại tiếp tục ngồi với nhau để tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của mini game tuần 7. Và trong tuần này có một điều đặc biệt, đó là mini game tuần 8 sẽ là mini game cuối cùng trong cái chuỗi sự kiện mà chúng ta kỷ niệm cho sinh nhật 1 tuổi của cộng đồng chúng ta. Đầu tiên thì Nam sẽ xin phép có đôi lời để nói về cuộc thi Chiến sĩ tích sản. Chiến sĩ tích sản là một cuộc thi để chúng ta tôn vinh cái kỷ luật đầu tư trong cộng đồng tích sản cổ phiếu của chúng ta. Và chúng ta chỉ còn 3 đến 4 ngày nữa thôi thì sẽ hết hạn gửi bài dự thi tham gia, và với cơ cấu 10 giải thưởng rất hấp dẫn, gồm có tiền mặt và các khóa học đầu tư hết sức là thực tiễn từ ASFIN. Thì đây là một cơ hội rất tốt mà có lẽ là tất cả quý anh chị chúng ta nên nắm lấy, những người đã tuân thủ kỷ luật trong suốt gần một năm vừa qua và có cho mình những cái tinh thần là muốn lan tỏa các giá trị của tích sản cổ phiếu và muốn trở thành những chiến sĩ tích sản đầu tiên của cộng đồng. Hãy nhanh chóng chúng ta gửi những bài dự thi, những bài viết, những bài thơ, thậm chí những bài hát nữa, để có cái sự lan tỏa cổ vũ cho chung cộng đồng. Và cũng có đôi lời về việc là chúng ta đã gặp khó khăn, chúng ta đã cùng nhau giữ vững cái lập trường như thế nào trong cái giai đoạn tích sản vừa qua, giai đoạn mà có thể nói là chúng ta cũng có những thành quả đấy, nhưng cũng có rất nhiều những khó khăn, những ngày mà thị trường giảm rất sâu. Vâng, thì đó là một chút thông điệp mà Nam muốn truyền tải ở đầu cái clip của ngày hôm nay. Như thường lệ, hãy cùng điểm lại một chút về cái cổ phiếu của mini game tuần 7, cổ phiếu mà có mã gồm chữ G như thế nào nhé. Đầu tiên, G là một trong những doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường. Thứ hai, triển vọng. Vâng, triển vọng trong ngành mà G đang hoạt động cả ngắn và dài hạn thì đều rất tốt, rất khả quan. Và những doanh nghiệp mà được hưởng lợi lớn nhất từ cái triển vọng đầu tư công mà chính phủ đang thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Đấy, từ cái việc mà xây dựng cơ sở hạ tầng, và thêm nữa đó là cái sự cắt giảm cái sản lượng sản xuất từ Trung Quốc. Vâng, một biến số rất quan trọng. Gợi ý thứ ba, G là doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu, thị phần thì số 1 trên tất cả các sản phẩm trong những cái mảng mà nó kinh doanh cốt lõi. Đấy. Và thông tin cụ thể hơn đó là với cái mảng kinh doanh cốt lõi thì hiện thì nó chiếm 80% doanh thu và lợi nhuận. Tiếp theo thì xét về các doanh nghiệp nội địa thì G là doanh nghiệp nội địa duy nhất có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh với các sản phẩm, thành phẩm và bán thành phẩm. Đấy. Tiếp theo thì xét về lợi thế quy mô thì doanh nghiệp này sở hữu cái lợi thế quy mô và công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất khép kín từ thượng nguồn, có thể nói là rất bài bản. Do đó thì giá thành sản xuất của nó thì cạnh tranh hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp nội địa cùng với ngành, nên công ty này có thể duy trì cái mức giá bán có thể nói là rất hấp dẫn đối với khách hàng. Đấy. Rất là cạnh tranh, giá rất cạnh tranh so với các đối thủ để đẩy mạnh cái sản lượng tiêu thụ trên thị trường. Xét về góc độ lãnh đạo thì đây là một doanh nghiệp có thể nói là rất nổi tiếng, có lãnh đạo, có tâm, có tầm, có tài. Đấy. Chủ tịch thì là một trong những doanh nhân có thể nói là thành đạt và giàu có nhất Việt Nam trong nhiều năm qua. Cuối cùng, sự kiện cuối cùng, hiện tại thì doanh nghiệp này đang mở rộng mạnh mẽ ở cả mảng kinh doanh cốt lõi và một số mảng khác nữa. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cái tình hình tài chính của nó trở nên khó khăn. Mặc cho những cái việc mà mở rộng kinh doanh ở rất nhiều mảng, từ cốt lõi cho đến các mảng phụ trợ, thì G vẫn đang là doanh nghiệp có cái tình hình tài chính có thể nói là lành mạnh nhất Việt Nam. Vâng, vậy thì với những cái dữ kiện như vậy thì chúng ta sẽ cùng với Nam, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là câu trả lời của các thành viên cộng đồng chúng ta sẽ như thế nào nhé. Cổ phiếu G với những dữ kiện có thể nói là hết sức ấn tượng. Vâng, đầu tiên, vâng, những câu trả lời đầu tiên có thể nhìn thấy ở đây đó là HPG. Vâng, có lẽ với những dữ kiện như vậy thì nó cũng không quá khó để chúng ta có thể, vâng, các kết quả rất tập trung. Vâng, chúng ta có vẻ khá đồng thuận, không giống như 1-2 số đầu tiên của mini game. Những số gần đây thì chứng kiến những cái sự đồng thuận rất cao từ các anh chị nhà đầu tư. Mà vui một chút thì không biết là chúng ta có tìm hiểu nghiên cứu sâu hay không, có lẽ cũng không quá cần thiết. Vâng, cũng có thể dễ dàng là chúng ta đoán được
mã cổ phiếu, vâng, chữ cái G để nằm trong danh mục tích sản nữa, cũng không quá nhiều, rồi các sự kiện khác nữa. Vâng, ok, chủ yếu là HPG. Kéo xuống cuối cùng xem ạ. Cuối cùng khá đồng thuận. Vâng, có một số những cái comment seeding, vâng, cổ động thêm của admin. Vâng, có một anh hoặc là chị Văn Linh gì đấy thì đưa ra câu trả lời là HPG với số là 078. Vâng, không sao, 078 cũng phù hợp ạ. Vâng. Ok, vậy thì thay mặt cho AZFIN, thay mặt ban tổ chức thì Nam cũng xin phép công bố luôn mã cổ phiếu G của mini game tuần này của chúng ta, chính xác là HPG của tập đoàn Hòa Phát. Vâng. Vậy thì nói thêm một chút về HPG thì doanh nghiệp này có ngành kinh doanh chính là ngành thép thì được hưởng lợi rất lớn từ đầu tư công và cái việc cắt giảm sản lượng từ Trung Quốc, họ đang đi theo cái xu hướng là sản xuất sạch hơn, xanh hơn. Những ngành công nghiệp nặng mà ảnh hưởng đến môi trường như thép thì không còn được khuyến khích nữa. Do vậy mà HPG sẽ đã và đang và sẽ còn tiếp tục được hưởng lợi từ cái xu hướng này. Thêm nữa thì ở Việt Nam thì đây là doanh nghiệp số 1 về sản xuất các sản phẩm từ thép. Tiếp nữa về góc độ lãnh đạo thì ông Trần Đình Long hiện tại là tỷ phú giàu thứ 2 ở Việt Nam, xét theo cái bảng xếp hạng của Forbes năm 2021. Vâng, trên đây là một số những cái dữ kiện thêm về cổ phiếu HPG của Hòa Phát. Và hãy cùng với Nam chúng ta sẽ đi một chút xem câu trả lời của các anh chị của chúng ta hôm nay có những ai trả lời, có bao nhiêu câu trả lời HPG. 305. Mức 305 trên tổng số là 310 comment. 310 comment đâu đấy cũng với tỷ lệ có lẽ là khoảng 99 hoặc gần 100%. Bởi vì xét cả một số những comment của admin nữa hoặc một số những comment thêm của các anh chị thì có thể nói là ở trong tuần này chúng ta đạt được cái sự đồng thuận gần như tối đa về mã cổ phiếu là HPG. HPG với 305 câu trả lời tương ứng một tỷ lệ có lẽ là đồng thuận tối đa, không có anh chị trả lời về mã cổ phiếu khác. Vâng. Vậy thì phần tiếp theo với mã cổ phiếu HPG là câu trả lời chính xác của chúng ta trong tuần này. Thì như những tuần trước, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi quay số may mắn để xem là vâng, chủ nhân của câu trả lời chính xác HPG đương nhiên rồi, nhưng con số may mắn sẽ là bao nhiêu. Như thường lệ chúng ta sẽ xét từ con số 1 đến 999 và thực hiện quay. Số của chúng ta sẽ là 168. Là 068, xin lỗi. 068. Vâng, 068. Chúng ta đã tìm được ngay lập tức ở lần quay đầu tiên. Lần quay đầu tiên. Đó là anh, vâng, anh của chị nào để bấm vào trang cá nhân. Nhân của câu trả lời chính xác của tuần này của chúng ta, vâng, Nam xin lỗi, không biết là vâng, chúng ta có anh Nguyễn Toàn Hảo. Nguyễn Toàn Hảo với cái tên này thì Nam thực sự là không rõ là vâng, chủ nhân của chúng ta ngày hôm nay là thành viên có tên đầy đủ là Nguyễn Toàn Hảo, tham gia cộng đồng chúng ta từ rất sớm ạ, từ ngày 19 tháng 10 năm 2020. Đâu đấy nó ở đợt 2, tức là đợt có số lượng thành viên, số lượng lớn thành viên tham gia đầu tiên. Ở đợt 1 thì AZFIN có khoảng 30-40 thành viên thôi, là những anh chị em khá thân thiết. Đợt thứ 2 này là đợt đầu tiên mà có số lượng thành viên tham gia với số lượng lớn. Vâng, thành viên Nguyễn Toàn Hảo của chúng ta, vâng, chưa có một post nào trong cộng đồng ạ. Có lẽ là sau ngày hôm nay thì admin sẽ liên hệ để công bố giải thưởng, để trao phần quà may mắn tới thành viên Nguyễn Toàn Hảo. Vâng, và sau đấy thì cũng sẽ có đôi lời nhắn nhủ tới anh chị là chúng ta cần tiếp tục tham gia đâu đó tích cực hơn, vâng, tích cực hơn nữa. Vâng, vậy là tuần này ở ngay lần quay số đầu tiên ạ, vâng, số là 68068,
chúng ta đã tìm được chủ nhân câu trả lời chính xác với mã HPG 068 là thành viên có tên là Nguyễn Toàn Hải. Vừa rồi Nam và anh chị đã cùng nhau chúng ta đã tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác và con số may mắn 068 đó là thành viên mang tên Nguyễn Toàn Hảo. Phần quà của mini game tuần 7 chúng ta sẽ là Có Học Đứng Trên Vai Người Khổng Lồ, với hy vọng rằng sau khi anh chị tham gia khóa học này chúng ta có thể học được cách để tìm kiếm những cổ phiếu đầu ngành với quy mô lớn, lựa chọn được những cổ phiếu với thanh khoản thành tiền rất tốt và cân bằng giữa yếu tố an toàn, rủi ro và lợi nhuận, cũng như tìm được các cái điểm mua mà ở đó chúng ta có được các cái cổ phiếu giá rẻ được định giá hấp dẫn. Thì đó sẽ là những cái giá trị mà khóa học Đứng Trên Vai Người Khổng Lồ có thể giúp chúng ta có được sau khi hoàn thành. Đó là kết quả của mini game tuần 7, và cũng như Nam đã nói ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ có dự kiện của mini game tuần thứ 8, tuần cuối cùng ở trong chuỗi sự kiện chào mừng sinh nhật 1 tuổi của Xóm Tích Sản. Vâng. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi xem các dự kiện của cổ phiếu của mini game tuần thứ 8 là gì. Ở tuần này chúng ta có mã cổ phiếu là chữ C. Đây tiếp tục là một cổ phiếu thuộc ngành xương sống của nền kinh tế, là ngành có nhiều mã cổ phiếu nhất trong danh mục VN30 này, và cũng như là danh mục Tích Sản với Zephin của chúng ta. Nó sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững theo thời gian rất dài mà các đối thủ khác thì phải rất là kiêng nể. Ví dụ nó có cái mảng kinh doanh ngoại hối gần như độc quyền trong nhiều năm và tiếp tục dẫn đầu. Dự kiện thứ ba thì cổ phiếu này sở hữu cái hệ thống thanh toán liên ngân hàng đa phương đa tệ, hầu hết các tổ chức tín dụng trong nước và một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài, một số những cái mà nó cũng là một trong những cái lựa chọn hàng đầu để mở tài khoản thanh toán tại nước ngoài khi mà chúng ta muốn. Đó, qua đây dự kiện thứ ba này chúng ta đã bắt đầu biết được là cổ phiếu này thuộc ngành nào rồi, rất rõ ràng. Tiếp theo, đây là doanh nghiệp mà duy trì cái tỷ lệ CASA và giá thuộc top đầu trong nhiều năm qua. Nó có cái hoạt động kinh doanh chính đó là cho vay lành mạnh, với bảng cân đối kế toán thì rất khỏe, tài sản thì sạch và trích lập dự phòng luôn ở mức rất cao. Về mặt thương hiệu thì đây là một thương hiệu có thể nói là rất uy tín trong và ngoài nước, không chỉ Việt Nam mà cả nước ngoài nữa. Với cái minh chứng là năm 2017 thì C từng được tổ chức Standard & Poor's, vâng, Standard & Poor's Rating, họ công bố cái xếp hạng ở mức BB- trên B. Đấy, với cái mức triển vọng ổn định và năng lực nội tại thì ở mức D. Mức này thì tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, và có vẻ thì nghe thì có vẻ không cao lắm, nhưng thực ra thì đây là mức cao nhất của S&P trong họ đã từng xếp hạng đối với một cái định chế tài chính ở Việt Nam. Đấy. Và xét về góc độ nhân viên ạ, vâng, xét về góc độ nhân viên thì khá là sự kiện khá là vui, đó là đội ngũ nhân viên ở doanh nghiệp này thì nổi tiếng là có trình độ và năng lực rất cao, và một cái minh chứng đó là thi đầu vào ở đây thì rất khó. Và tiếp theo nữa thì một cái dự kiện mà Jeff Film bổ sung thêm đó là C thì nhận được rất nhiều những cái sự ưu tiên hỗ trợ đặc biệt từ ngân hàng trung ương trong các cái dự án của chính phủ, các dự án lớn, cầu đường, thủy điện kiểu như vậy. Vâng, trên đây thì là những cái dự kiện mà chúng ta đưa ra cho mini game của tuần thứ 8, mini game cuối cùng mà chúng ta sẽ có với nhau. Do vậy rất mong muốn, Nam rất mong muốn và ban tổ chức rất mong muốn sẽ nhận được thật nhiều những cái sự quan tâm và câu trả lời của quý vị anh chị và các quý vị anh chị nhà đầu tư cho mini game của tuần thứ 8 này. Vâng, và như đã nhắc với quý anh chị ở phần đầu của clip thì cuộc thi chiến sĩ tích sản của chúng ta vẫn đang tiếp tục, chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi, và quý anh chị hãy nhanh tay gửi bài dự thi tham gia, có thể là bài viết, bài thơ, clip, vâng, hoặc phổ nhạc, rất nhiều anh chị rất sáng tạo, để chúng ta có cơ hội được nhận những cái phần quà gồm tiền mặt, gồm các khóa học đầu tư rất thực tiễn với Zephin, để ngoài cái việc mà duy trì cái lợi suất đầu tư cùng với cộng đồng kỷ luật đầu tư nữa, thì chúng ta tiếp tục trang bị thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong cái hành trình đầu tư còn rất là lâu dài sau này của mình. Vâng, trên đây thì Nam đã cùng với quý anh chị chúng ta đi tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của tuần này, đó là thành viên Nguyễn Toàn Hảo với mã cổ phiếu HPG và con số may mắn là 068. Vậy thì kính mời quý anh chị chúng ta hãy tiếp tục
đưa ra các câu trả lời trong mini game của tuần cuối cùng nhé, mini game với chữ C với các dữ kiện đã được Nam đưa ra ở trong clip. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở phần công bố kết quả của mini game cuối cùng của chúng ta. Hẹn gặp lại.